Hôm nay tôi giới thiệu với các bác anh các chị về cây rau muống, một cây rất gần với chúng ta. Thông thường có lẽ là người Việt Nam không mấy ai không biết rau muống. Nhưng ở đây ngoài cái mục đích làm thực phẩm ra thì hôm nay tôi có nói thêm một số cái ý, mặc dù rất nhiều người biết rồi nhưng tôi muốn nhấn mạnh để các bác anh các chị ta quan tâm đến cái tính dược này của cây rau muống, đang tiềm ẩn đây một cái khả năng rất lớn về dược dụng của nó. Thứ nhất, khi ngày xưa mà các cụ cắt thuốc bắc sắc thì gia đình có người uống thuốc thì các cụ phải nói là kiêng ăn rau muống câu đầu tiên, vì hỏi rằng nếu như ăn rau muống thì sao, thì các cụ sẽ nói rằng ăn giã thuốc. Thế câu giã thuốc nghĩa là thế nào? Tức là khi uống thuốc thảo dược mà ăn rau muống, đấy, ăn rau muống thì thuốc gần như mất tác dụng. Đấy là khả năng hủy và khả năng làm thanh lọc trong cơ thể và khả năng là mất một số dược tính, mất một số độc tính của những cái vật khi qua đường ăn uống vào trong cơ thể mình. Như vậy ở đây ta phát hiện ra một điều rất rất quan trọng và một cái điều rất cần thiết, đó là khả năng giải độc của rau muống rất quý. Cho nên ứng dụng cái việc này trong đời sống thì rất nhiều các trường hợp mà bị ngộ độc, rất nhiều các trường hợp bị nhiễm độc thì người ta đã gì giã cái rau muống cho vắt nước tươi cho uống. Đấy là một trong cái tác dụng rất tuyệt vời. Cây nhà lá vườn hiện nay nếu không may mà có những trường hợp như ăn uống bị ngộ độc, hoặc những trường hợp say rượu, những trường hợp một số trường hợp gây ngộ độc cho cơ thể, thì rau muống là một trong những cái đầu tiên khi sơ cứu ta có thể giã cho bệnh nhân uống để trước khi ta đưa đến các cơ sở y tế để xử lý. Đấy là một cái việc mà tác dụng rất tuyệt vời của cây rau muống, vừa gần ta vừa rất dễ làm trước khi ta sơ cứu để ta đưa đến các cơ sở y tế. Thì rau muống là một thứ hỗ trợ ta để tạo điều kiện làm cho chậm hoặc phân hủy cái độc tố mà khi vào trong cơ thể con người. Trong sách thuốc thì rau muống này gọi là ú thái, nhưng nhớ là cái cây rau muống ấy đỏ này này, nó cấu ra cái nó nhựa trắng thì nó có gì, nó có tác dụng mạnh hơn cây rau muống trắng mà hiện nay mình vẫn ăn bình thường. Mùa hè nó mà ngập nước ở các ao ngày xưa, nó bơi ra thành rau muống giải, xong các cụ ta lấy về không, luộc chấm tương ăn rất là ngon. Đó, ở đây ý tôi muốn nói rằng cây rau muống của ta trong quá trình chọn lọc để sử dụng làm thuốc, lưu ý cây rau muống bản địa của ta đó là cái rau muống đỏ rất là tuyệt vời. Cái thứ hai muốn trao đổi với các bác các anh các chị về cây rau muống. Cây rau muống rất gần với ta, mà thậm chí rằng có những cái lâm đói, phải không, cây rau muống một trong những cái không gọi là lương thực nhưng nó rất là chủ công trong việc hỗ trợ giải quyết cái đói. Thì ở đây cây rau muống còn một cái tác dụng rất tuyệt vời, khi mà không may bị gì, người ta bị đứt chân đứt tay, hoặc là nói chung là bị các chấn thương hở đứt chân đứt tay, thì nếu trong thời kỳ nó đang liền miệng và nó đang khép kín cái miếng hở đó mà ta ăn rau muống thì khả năng sinh cơ của cái vết thương đó sẽ nổi thịt đấy. Như vậy các cụ ngày xưa ấy mà thì thấy bị vết thương xong đó thì là đang trên cái đà, đang trên cái giai đoạn nó liền đóng vảy mà ăn rau muống là các cụ phải không đồng ý ngay. Nhưng quả thật trong quá trình cuộc đời tôi chứng kiến cũng rất nhiều những cái người nào mà ăn vào trong giai đoạn ấy thì thực ra là khả năng ở chỗ đấy sẽ lồi thịt lên. Như vậy khả năng sinh cơ của cái cây rau muống này, kích thích sinh cơ này rất mạnh. Nếu có cái tác động vào đến các cái phần tế bào nó bị rách thì nó kích thích sinh cơ rất mạnh. Ở đây do cái đặc tính quý báu ấy thì ta có thể tới đây, ta có thể là gì, một số các anh chị em có điều kiện ta tập trung vào ta nghiên cứu những cái thực phẩm mang tính yếu tố chức năng hoặc là mang tính dinh dưỡng để giúp cho những người không may, những trẻ con này, rồi những người bị chứng gầy này đấy, rồi những cái người xạ trị hoặc hóa trị liệu trong quá trình bị ung thư, người ta bị tiêu teo mất các cơ yếu đấy, thì nếu như ta bổ sung được vào trong đó có lượng rau muống nhất định phù hợp và biết được cái ưu việt của nó thì như vậy là sẽ hỗ trợ được cho rất nhiều các bác anh các chị không may bị các cái chứng như thế. Cho nên mong rằng nhân cái dịp ở đây
cây rau muống rất gần chúng ta. Tôi chỉ có xin đưa ra hai cái thông điệp. Thông điệp thứ nhất là khả năng giải độc của rau muống rất tốt. Cái thông điệp thứ hai là rau muống có khả năng sinh cơ rất mạnh. Đấy, mong rằng các bác, các anh, các chị tận dụng hai cái khả năng rất là quý hóa này của rau muống để đưa vào trong đời sống. Rất mong các bác, các anh chị đã áp dụng được vào trong cuộc sống của mình. Xin cảm ơn.